Sáng ngày 27 tháng 1, công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một nam sinh đại học năm 3 rơi từ tầng 19 chung cư xuống đất tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra lúc 1 giờ sáng cùng ngày tại chung cư trên đường Tân Lập trong khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. Khi đó bảo vệ chung cư nghe tiếng động mạnh dưới sân ở block B nên chạy lại thì thấy một nam thanh niên nằm chết nên trình báo. Nạn nhân là anh T, 21 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu, thuê căn hộ sống trên tầng 19 của Block B. Nhận thông tin, công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Bảo vệ cho biết, tối ngày 26 tháng 1, có một cô gái dẫn ba mẹ tới chung cư này. Cô nói mình là bạn học chung lớp đại học với anh T. T đã bỏ thi và đang trong trạng thái không tỉnh táo nên nhờ bảo vệ lên kiểm tra. Tuy nhiên, khi bảo vệ lên gọi cửa thì T không ra mở. Tới khuya, bảo vệ gọi hai người thợ tới để chuẩn bị phá khóa thì tê mở cửa đi ra, yêu cầu những người này rời đi vì lâm ôm. Khi các bảo vệ và gia đình cô gái xuống sân được khoảng nửa tiếng thì xảy ra vụ việc. Được biết, nạn nhân có để lại một bức thư tuyệt mệnh. Hiện vụ việc đang được làm rõ.